Nước hoa mùi này à? Sao không dùng mùi nước hoa mà anh Vũ tặng? Ôi thôi chết, có khi em nhầm. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin Tức Dân Trí. Quỳnh Nga tiết lộ cái kết của Nhã trong Về Nhà Đi Con, nhắn nhủ khán giả chuẩn bị tâm lý tăng song thêm nhiều lần. Quỳnh Nga đã có những hé lộ về nhân vật Nhã ở tập phát sóng tiếp theo của Về Nhà Đi Con. Sau tập 67 của Về Nhà Đi Con lên sóng, khán giả lại được dịp tăng song khi nhân vật Nhã do Quỳnh Nga đảm nhiệm tiếp tục có những động thái gây khó chịu nhằm mục đích xen vào cuộc hôn nhân giữa Thư và Vũ. Ở review tập 68, Nhã còn gây ức chế hơn khi so đẻo mình với Thư cũng như nhau cả thôi, thái độ cũng khiêu khích, trơ tráo như thường ngày. Nói về nhân vật Nhã trong cuộc giao lưu trực tuyến mới đây, Quỳnh Nga cho biết cô đã lường trước được việc bị ghét khi vào vai phản diện, nhưng không ngờ lại phản ứng nhiều như vậy. Nữ diễn viên chia sẻ có nhiều fan quá khích đã nhắn tin riêng và mắng chửi nhân vật Nhã. Quỳnh Nga bật mí ở tập tiếp theo, Nhã còn đáng ghét hơn nữa và hứa hẹn đẩy cảm xúc của mọi người lên cao trào chứ không chỉ dừng ở mức hiện tại. Ở một góc độ khác, nếu như Nhã không xuất hiện thì tình cảm của Thư và Vũ không thể gắn kết, bởi hiện tại tình cảm của Vũ dành cho Thư không nhiều. Quỳnh Nga nói, trước thắc mắc Nhã có phải là Kim người yêu cũ của Vũ như khán giả đồn đoán, Quỳnh Nga không phủ nhận mà còn úp mở. Mọi người hãy cùng theo dõi diễn biến phim và sẽ có câu trả lời, rốt cuộc Nhã có phải là Kim hay không? Trước đó, Quỳnh Nga từng cho biết nếu nhân vật Ngã không xuất hiện thì Về Nhà Đi Con sẽ có cái kết rất lửng lơ, Thư và Vũ chỉ dừng lại ở giai đoạn hôn nhân hợp đồng, cả hai vẫn chưa thực sự có tình cảm, cũng như không thể nhận ra và đến được với nhau, cái kết như vậy sẽ không đời cho lắm. Sẽ không thực tế, nhưng khi Nhã xuất hiện sẽ có thêm nhiều thử thách, biến tấu từ đời thực đến giúp để hai nhân vật này có thể nhận ra nhiều thứ hơn, Quỳnh Nga tiết lộ. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin Tức Dân Trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Thành phố Hồ Chí Minh tổng kiểm tra tất cả các loại xe lưu thông trên đường, từ các xe container, xe bồn, xe tải, xe khách cho đến các loại xe máy, xe thô sơ lưu thông trên địa bàn được lực lượng công an, cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt tổng kiểm tra. Thông tin trên được lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt PC08 công an Thành phố Hồ Chí Minh công bố.